Đất hứa khởi nguồn thịnh vượng. Ẩn chứa tiềm năng vô hạn đang được đánh thức. Thái Bình là tọa độ vàng mở ra ngàn kết nối. Sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đột phá. Nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác kinh tế lớn nhất Việt Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đầy đủ mọi loại hình giao thông, kết nối nhanh chóng tới các tỉnh trên khắp cả nước. Đặc biệt là các đầu mối giao thông quan trọng đã góp phần thay đổi diện mạo tỉnh Thái Bình. Tuyến đường cao tốc Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đi qua 6 tỉnh với 6 làn xe rộng 22m. Tuyến đường Thái Hà kết nối Thái Bình với Hà Nam qua cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với 4 làn xe. Tuyến đường bộ 8 làn xe ven biển tỉnh Thái Bình đi qua 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, rút ngắn khoảng cách tới Hải Phòng, Nam Định thông qua tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn qua cầu vượt sông Hóa. Thái Bình là tâm điểm kinh tế mới, thu hút hàng loạt nhà đầu tư chiến lược, mức tăng trưởng khoảng 10%, là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên cả nước. Tổng sản phẩm GDP toàn tỉnh tính đến cuối năm 2021 ước đạt gần 60.000 tỷ đồng. Có được thành quả đó, khu kinh tế Thái Bình là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến tốc độ bứt phá của toàn tỉnh. Với tổng diện tích hơn 30.500 hectare, khu kinh tế Thái Bình đóng vai trò kết nối giữa các địa phương trọng yếu của vùng đồng bằng sông Hồng, định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực của vùng Bắc Duyên Hải và của cả nước. Chưa bao giờ Thái Bình lại trên đà phát triển mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ các yếu tố cả về nội lực lẫn ngoại lực như hiện nay, hứa hẹn trở thành khu kinh tế hiện đại, hiệu quả bậc nhất trong tương lai. Sự hình thành những khu công nghiệp đã thổi làn gió mới, kiến tạo nên diện mạo đa sắc cho các huyện thị Thái Bình, đặc biệt là sự vươn mình mạnh mẽ của các khu công nghiệp như khu công nghiệp Hải Long 296,97 hecta, khu công nghiệp V-Ship Tân Trường 376 hecta, khu công nghiệp Tiên Hải 325 hecta. Trong đó nổi bật nhất là khu công nghiệp Liên Hà Thái với quy mô 600 hecta, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, được định hướng xây dựng theo mô hình khu công nghiệp xanh đa ngành, cơ sở hạ tầng đồng bộ với những tiêu chí khắt khe. Khu công nghiệp Liên Hà Thái không chỉ là lõi tiềm năng được các nhà đầu tư chiến lược quốc tế săn đón, mà còn là bàn đạp cho sự phát triển bứt phá của khu vực. Và đây cũng chính là xung lực cho sự phát triển của thị trấn Diêm Điền khi tọa lạc gần khu công nghiệp Liên Hà Thái, là một trong những vùng phát triển nhanh nhất tỉnh Thái Bình. Thị trấn Diêm Điền hội tụ đầy đủ giá trị cốt lõi để trở thành đô thị ven biển hiện đại và phồn thịnh. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi giao thoa của các trục quốc lộ huyết mạch, dễ dàng tiếp cận với đa dạng loại hình giao thông, thuận tiện kết nối tới sân bay và cảng quốc tế. Bên cạnh đó, Diêm Điền còn được thừa hưởng nguồn lực kinh tế biển, mắt xích quan trọng cùng với cảng Tân Sơn, Quang Lăng, Hải Hà, tạo nên nhịp giao thương vô cùng sầm uất. Nhờ khai thác các bãi biển tự nhiên như Cồn Đen hay hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển được UNESCO công nhận là một trong 3 khu dự trữ sinh quyển lớn nhất vùng châu thổ sông Hồng, Diêm Điền đã hình thành các dịch vụ du lịch sinh thái trải nghiệm đầy hấp dẫn, góp phần củng cố sự phát triển bền vững của địa phương. Diêm Điền là vùng đất địa linh nhân kiệt, khởi sinh bao lớp nhân tài. Dù là xưa hay nay, đều ấp ủ hoài bão, khơi dậy tiềm năng vô hạn của mảnh đất này. Và Era Central City chính là nguồn cảm hứng được bồi tụ và hun đúc bởi tâm huyết của những người con quê hương xứ sở. Hướng tới 6 yếu tố cốt lõi của các đô thị toàn cầu: trái tim kinh tế sôi động, tọa độ giao thương sầm uất, tầm vóc phố thị phồn vinh, tâm điểm chính trị trọng yếu, nơi nhân tài quy tụ. Lấy cảm hứng là nguồn gốc với tinh thần đề cao giá trị nguyên bản, Era Central City sở hữu nội lực vững mạnh để hiện thực hóa khát vọng nâng tầm vị thế khu vực. Nằm trên diện tích đất 22,75 hecta với đa dạng sản phẩm shop house liên kề sôi động, biệt thự an nhiên thư thái và 6 dãy phố trung tâm tọa lạc trên những con đường đắt giá nhất dự án, tài chính, thời trang, ẩm thực, khách sạn, dịch vụ, giải trí, văn hóa, trọn vẹn tinh hoa trong một chữ điền, cùng chuỗi tiện ích đa dạng sống động có 102 tại khu vực. Era Central City sẽ hình thành nên cuộc sống thời thượng, trải nghiệm khác biệt dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm. Một đô thị toàn cầu đa sắc trong tương lai với phong cách sống của xu hướng toàn cầu. Live, work, play. Sống hạnh phúc, làm dễ dàng, chơi trọn vẹn.
Era Central City là bến đỗ thịnh vượng, điểm đến kết nối toàn diện với quốc tế, trái tim của khu kinh tế mới ven biển Thái Bình, nơi một kỷ nguyên trung tâm mới được bắt đầu, nơi mở ra cửa ngõ giao thương, nơi mang sứ mệnh trở thành biểu tượng thời đại của Thái Bình. Trên hành trình hội tụ tinh hoa, vươn ra biển lớn, hướng tới phồn vinh. Era Central City, vượt sóng đại dương, vươn tầm thời đại. Một sản phẩm tâm huyết của liên danh chủ đầu tư Phú Hưng.